Mến chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách phân biệt con chim hít cô trống và mái, chỉ khác nhau một điểm duy nhất. Cách này mình đã sưu tầm, tìm tòi, đúc kết hơn 20 năm các bạn. Mình test thử trên rất là nhiều con chim rồi, hôm nay nó mới cho ra kết quả. Con trống và con mái chỉ khác nhau một điểm duy nhất. Đó là điểm nào, những bạn nào quan tâm không nên bỏ qua chi tiết nào nha các bạn. Ở đây mình có 4 con hít cô bổi và một con chim hít cô mồi các bạn, và một cái lồng không ha. Mình sẽ thả vào cho các bạn xem. Cái này là mình đúc kết hơn 20 năm kinh nghiệm nha các bạn mới tìm ra được. Hồi xưa đó mình cứ nghĩ là con vàng là con trống, con xanh là con mái, nhưng sai lầm các bạn. Lúc trước mình cũng có chia sẻ một cái video là cách phân biệt, nhưng mà cái đó mình cũng nghe theo các lão tiền bối đó, nhưng mà bây giờ mình mới nhận ra rằng cái đó nó không chính xác lắm các bạn. Nó chỉ được khoảng chừng 60% thôi, nhưng trong video này các bạn làm theo giống như mình, các bạn lựa theo giống như những gì mình chuẩn bị chia sẻ ở đây thì chính xác đến 90% các bạn. Nhưng mà chỉ có khác nhau một điểm duy nhất. Đó, cái đó mới là cái quan trọng các bạn. Mất hơn 20 năm đó, bây giờ mới chia sẻ các bạn. Các bạn xem xong về nhà các bạn áp dụng theo, thấy ok, thấy hữu ích, nhớ cho mình một like, thấy hay thì chia sẻ lại cho bạn bè của các bạn ha. Đó, không có như cách lựa thông thường. Cách lựa thông thường là mình thấy vàng vầy là trống, xanh vầy là mái, nhưng mà cách lựa này không phải các bạn. Con mồi này các bạn, đây mồi này bẫy được rất nhiều con rồi, nhưng mà có cái nó thay lông hơi xấu nó xấu các bạn chim mà cứ rụng lông là nó xấu lắm, phải lông lá đầy đủ xum xuê tùm này kia nó mới ok các bạn. Phải mướt chim là lông lá phải mướt rồi. Không để các bạn chờ lâu, ở đây mình có một cái lồng không và cách lựa như thế nào. Ở đây mình có 4 con, mình đã tìm cho các bạn 2 con màu vàng và 2 con màu xanh để các bạn thấy thực tế khác nhau ở cái điểm nào. Chỉ một điểm duy nhất các bạn. Đây là một anh vàng, đây là một anh xanh, và đây cũng như vậy luôn, một vàng và một xanh. Hồi xưa là mình chỉ nhìn vào cái cổ mình bắt thôi, nói đây là trống chắc rồi, nó vàng ươm các bạn. Đó, nó vàng ươm vậy là trống chắc rồi, còn cái này xanh lè mái. Con dòng hút cô này này các bạn, lúc còn tơ thì nó xanh, già lên nó vàng, con nào cũng vậy, trống cũng vậy, mái cũng vậy. Hồi xưa mình không biết, mình nghĩ là con mái nó xanh, sai lầm. Cái đó là cái sai lầm. Cái đó là hôm nay mình mới ra video này. Con mái nó cũng vàng, nó già là nó vàng hết. Đó, con trống nó cũng vàng, con mái già nó cũng vàng, và lông đằng trên nó cũng đen. Đã kêu dòng huyết cô là nó sẽ giống nhau, y chang như nhau, trống mái không khác gì nhau hết các bạn. Không phải trống vàng hơn, mái xanh hơn. Hồi xưa là mình lựa theo cái cách đó, nhưng mà nó đúng được 70%, chứ cũng không có đến nổi. Nhưng mà nó chỉ 70% thôi, xác suất sai nó rất là cao, mất 30% sai số. Nhưng mà hôm nay mình chia sẻ ở đây là 90% các bạn. Đây, nếu như con nào già thì lông đằng trên nó cũng đen, đuôi cũng đen. Đây là mình đang chia sẻ hít cô vàng nha các bạn. Có một loại hít cô đầu đen thì cái bụng này nó vàng ươm hơn, nó rất là đẹp. Mình sẽ thả vào cho các bạn thấy. Chưa so sánh mà. Đây, bắt luôn một con này xanh đi, bắt luôn một con vàng này đi. Đây, hai con vàng. Đây mình có 2 con xanh, một con xanh này. Đây, đầu mất tiêu đâu rồi? Đây,
là hai con xanh, hai con vàng. Đây cũng là một con vàng. Mình sẽ bắt so sánh cho các bạn xem hai con vàng là giống nhau để các bạn thấy thực tế. Đây là một trống một mái nha các bạn. À, cái này là chim cứng rồi, nó chưa có già lắm, già nó vàng đẹp hơn nữa, nhưng cái này nó cứng rồi, rất là hung dữ. Đây mình bắt cho các bạn xem hai con vàng giống nhau. Đó, nhìn với cái bụng nha các bạn, vàng ươm luôn, và đây cũng vàng ươm luôn, không khác gì nhau hết đó các bạn. Và thấy không, đó, hai con này vàng giống nhau, và đằng trên lưng cũng đen giống nhau các bạn. À, và đây cũng đen giống nhau. Cái dòng huyết cô này nó càng già, cái lông đằng trên này nó càng đen, đuôi cũng đen, cánh cũng đen. À, và ngực bụng thì nó lại vàng, à, nó vàng ươm giống như hai cặp, giống như một cặp này đây. À, nhưng ở đây nếu như bình thường theo ngày xưa mình lựa thì ở đây là hai con trống các bạn. Đúng không? Có rất nhiều bạn cũng lựa giống vậy, là mình cũng học theo các lão trường bối lựa con chim nào vàng đậm là nó trống. Các bạn nhìn kỹ nha, vàng giống nhau. À, nhưng khác nhau ở chỗ nào? Đây các bạn nhìn kỹ nè, nhìn kỹ vào nè, con mắt các bạn nhìn thấy nè, đó anh trống đó. À, cái lòng trắng trong con mắt rất là nhiều các bạn, các bạn nhìn kỹ thấy không? Còn chỉ mái là chỉ một đếm đen thôi các bạn. Đó, chỉ khác nhau một điểm duy nhất vậy. Bạn thấy con chim mà con mắt nó cứ một đếm đen thui to đùng là mái, còn thấy có cái vành trắng này là trống các bạn. À, các bạn có thể nhìn thấy hai một cặp này chỉ có một điểm đó duy nhất khác nhau. Còn vàng giống nhau, đen giống nhau, bộ bự nhỏ giống nhau các bạn, không khác gì nhau hết. Cái giò giống nhau, cái mỏ giống nhau. À, từ cái đầu tất tật tật như một bản copy, chỉ có khác nhau một cái là con mắt. Con mắt anh trống là nó có tròng trắng rất là nhiều. À, con mắt kia mái chỉ có một cục đen thui các bạn. Bạn phải áp dụng qua phải không? À, hay hữu ích, nhớ cho mình một like, mình sẽ thả vào cho các bạn xem. Đây là một cặp nha các bạn. À, đó là anh trống, và đây là chị mái các bạn. Chị mái có vẻ hiền hơn anh trống, à, dạng hơn, cái bộ là giống nhau nha các bạn, không khác gì nhau mấy, to nhỏ ngang ngửa nhau. Đó là hai con màu vàng, và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy hai con màu xanh đây các bạn. Đó, anh trống đây mắt trắng rất là nhiều, chị mái đây, đó các bạn thấy không, nó đen hơn, nó còn tơ thì cái lòng đen nó còn nhỏ. Hồi nào nó già lên như cái cặp này thì cái lòng đen của con mái là nó chiếm hết con mắt, còn con trống nó không có chiếm giống như đây, giống như các bạn vừa xem các bạn. Đó, đây là trống, đây là mái. Bạn có bình luận gì, có ý kiến gì để lại dưới video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Đây là những gì mình đã test thử rồi, à, đã cho ra kết quả, thấy ok mình mới chia sẻ lại cho các bạn hữu ích, cho mình một like các bạn. Và video đến đây tạm dừng rồi, xin chào tạm biệt và hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.